Chuyện thứ 149, nghe tiếng Anh. Buổi sáng ngày 3 tháng 9 năm Ất Dậu 1945, tại văn phòng Đức Thầy ở số 8 đường Suyê-Mishê, mọi người đang bàn tán về tình hình trận thế chiến giữa phe trục Tam Cường Nhật Đức Ý với phe đồng minh Nga Tàu Anh Mỹ. Riêng Đức Thầy chăm chú ngồi nghe tiếng phát thanh từ cái radio bên cạnh. Thế vậy tôi lên tiếng hỏi: Radio toàn nói tiếng Anh, thầy nghe được hay sao mà chăm chú quá vậy thầy? Đức Thầy đáp lại: Ngồi không chẳng việc gì làm, nghe chơi vậy thôi. Buổi sáng hôm sau, có đoàn phi cơ bay xà trên nóc phố Sài Gòn rải truyền đơn. Mọi người thất kinh hoảng sợ, nhưng Đức Thầy điềm tĩnh nói cho mọi người biết: Máy bay của quân đồng minh mà, hãy chạy ra lượm coi thông báo. Hôm qua đài phát thanh của Hồng Mao đã báo trước, không có bán bổ gì đâu. Thì ra chưa từng thấy Đức Thầy học tiếng Anh bao giờ, thế mà ngài lại nghe được đài tiếng nói Anh quốc. Đó cũng là lần đầu tiên máy bay đồng minh rải giấy khắp Sài Gòn. Theo ông Lâm Thơ Cưu, tức chủ Cưu. Chuyện thứ 150, nói tiếng Nhật. Tôi đã chứng kiến nhiều lần thực dân Pháp và bọn Việt Giang ức hiếp đồng bào ta. Thừa thế mạnh của người Nhật nên tôi theo học tiếng Nhật để làm thông ngôn cho quân đội Nhật, hầu có cứu giúp dân mình. Khoảng cuối năm Giáp Thân 1944, tôi tìm đến văn phòng tại số 150 đường Lafayette ở Sài Gòn để diện kiến Đức Thầy. Lúc ấy tôi thấy trong tay ngài đang cầm cuốn Conservation Souvenir, còn đang thưa chuyện qua lại với Đức Thầy, thì có viên quan ba Nhật Bổn đến xin gặp ngài. Tôi định tháo lui nhưng Đức Thầy không cho, kêu lại bảo: Cứ ngồi lại đó. Mở đầu câu chuyện, viên sĩ quan Nhật nói: Tiếp nối theo câu chuyện bữa trước, hôm nay chúng tôi muốn được đón nhận ý kiến của ngài. Đức Thầy nói với vẻ khẳng quyết: Tôi đã nói là tôi không có ý kiến gì. Người Pháp đã một lần cho rằng tôi hoạt động cách mạng chống họ, nên họ làm khó dễ đủ điều. Bây giờ không lẽ các ông buộc tôi phải thêm một lần hoạt động chống Nhật nữa sao? Tín đồ của tôi chỉ biết tu nhân học Phật, còn tôi lo việc cứu nhân độ thế mà thôi. Chú thích: Khi người Nhật đưa Đức Thầy về ở nơi 150 Lafayette, thì lúc ấy có mặt Đức ông và ông chủ Cưu. Một quan hiến binh Nhật hỏi: Nếu ông Tư không chịu nói là ông theo chánh phủ Trùng Khánh, thì tôi trả ông lại cho mật thám Tây. Đức Thầy nói dứt khoát: Tôi không theo ai hết. Lúc này Đức ông ngồi khoanh tay rế, tay gạt tàn thuốc, vẻ mặt lo âu khi nghe Đức Thầy nói thế. Đức Thầy hai ba lần trấn an Đức ông: Không sao đâu ông cả, không sao đâu. Suy nghĩ một phút, viên sĩ quan xây sang ngỏ ý muốn tôi tránh mặt để cho hai người trao đổi chuyện bí mật. Tôi nhìn Đức Thầy thỉnh ý. Đức Thầy cho phép, tôi lui ra để hai người trực tiếp nói chuyện, dù viên quan ta không nói được tiếng Việt. Nửa giờ sau, Đức Thầy tiễn chân viên sĩ quan ra tận cửa. Xong, ngài tươi cười nói với tôi: Tôi vừa học tiếng Nhật lúc nãy, bây giờ có dịp xài tới liền, nhưng chưa biết nó Doto hay Dotonai nữa đây. Chú thích: chữ Nhật Doto là vừa lòng, Dotonai là không vừa lòng, theo lời Minh Nguyên. Chuyện thứ 151, chặt dạ. Tôi có nguyện vọng được gặp bác Bảy Nguyễn Chi Diệp, người có thiện duyên gần gũi Đức Thầy. Mong được học hỏi nơi bác những trải nghiệm trong đường tu hành theo tôn chỉ học Phật tu nhân. May mắn cho tôi, vào giữa tháng 5 năm Quý Sửu 1973, khi tôi lên viếng tổ đình cùng một số đồng đạo,
thì tôi gặp được bác Bảy Quảng Diệp, xin được nghe bác kể chuyện về đức thầy. Thì bác vui vẻ kể lại: một lần nọ bác bị bệnh khá nhiều, thầy có phần thuyên giảm, bác mới đạp xe lên tổ đình để thăm viếng đức thầy. Sau khi vào kỉnh lễ tổ đình xong, bác trở ra thì đức thầy ngồi nơi ghế trường kỷ cùng với các lão tín đồ khác. Khi bác đã ngồi xuống rồi, đức thầy khuyên bác: thôi Hương Quảng, ăn mặn lại đi. Ông Hương Quảng đáp lời đức thầy: bạch thầy, tôi cương quyết ăn chay trường cho tới khi bỏ xác. Đức thầy nhìn thẳng bác nói tiếp: ông Hương Quảng dám cãi lời tôi sao? Ông Hương Quảng phân bua: tôi đâu dám cãi lời thầy, nhưng đã phát nguyện trường chay giới xác cho đến cuối đời trước ngôi Tam Bảo rồi, thưa thầy. Đức thầy gằn giọng: có chắc không? Ông Hương Quảng quả quyết đáp: thưa chắc. Sau đôi ba lần gạn hỏi như thế, đức thầy cười rồi nói lời chuẩn hứa: nếu có ý chí dũng mãnh, sao về Tây Phương Cực Lạc trước chờ thầy. Từ đó bác Bảy hạ thủ công phu, đến giờ phút cuối vẫn không quên niệm Phật và ra đi trong thanh thản. Mẫu chuyện cho chúng ta thấy sự bền lòng chặt dạ của một người tín đồ kỳ cựu thuần thành. Dù đức thầy thử lòng mấy lượt vẫn không nao núng, và hiếm có trường hợp được đức thầy hoan hỷ chúc phúc cho kết quả công phu hành đạo của ông Bảy về tương lai sau này như thế. Theo lời Nguyễn Quyền. Chuyện thứ 152, đọc tư tưởng. Sau nhiều lần nghe đức thầy đối đáp với các thức giả chính trị gia, ngày kia vào khoảng giữa tháng 2 năm Ất Dậu 1945, một người bề ngoài có vẻ học thức tìm tới văn phòng đức thầy tại 38 đường Mitche, Sài Gòn. Khi vào cuộc nói chuyện, vị ấy hỏi đức thầy: xin ngài chứng minh hay giải thích cụ thể khoa học về việc ngài đọc được tư tưởng người khác. Đức thầy vui vẻ nói với ông ấy: tôi ví như cái máy thu thanh, nhạy cảm và mạnh hơn máy của người khác. Bởi khi tiếp chuyện thì những ý nghĩ trong trí thể hiện thành những làn sóng li ti, mà những người bình thường ví như cái máy thu thanh yếu nên không thể bắt được những tần số của làn sóng đó. Còn tôi như cái máy thu mạnh siêu tần số và nhạy cảm hơn, nên thu bắt được làn sóng tư tưởng của người đối diện. Có người còn gọi đây là giác quan thứ sáu. Vị khách nghe xong như hình dung được cái vấn đề mà ông thắc mắc. Rốt cuộc nó vẫn không ngoài lãnh vực khoa học. Có điều người biết khoa học tới trình độ nào, cái gọi là siêu nhiên thì chỉ có siêu nhân mới hiểu và thực hành được. Ông khách từ giả đức thầy, vui lòng vì được giải nghi. Điều mà bấy lâu ông vẫn nghĩ là vì quá tôn sùng mà người ta cho là như vậy thôi. Trích thuật từ sách Thất Sơn Màu Nhiệm. Chuyện thứ 153, đất chết nằm đâu. Ngày 24 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, đức thầy về thuyết giảng trong Dinh Quận Đường Tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc. Sau đó tôi thỉnh đức thầy và phái đoàn về nhà tôi nghỉ. Trong khi ngồi nghỉ, đức thầy nhìn lên nóc nhà, rồi nhìn ra ngoài sân một hồi, ngài mới lên tiếng hỏi những người xung quanh: tôi đủ mấy ông người chết nằm dưới đất, vậy đất chết thì nằm ở đâu? Chờ hồi lâu không nghe ai trả lời, ngài lặp lại câu hỏi lần thứ hai, nhưng ai nấy cũng lặng im. Sau đó đức thầy mới tự giải đáp: đất chết nằm trên đầu mình chứ nằm đâu. Vừa nói ngài vừa chỉ lên mái ngói của nóc nhà. Mọi người hiểu ra đất bị nung đốt kể như đất chết
người ta dùng làm ngói lợp nhà ở trên đầu mọi người. Theo ông Đặng Văn Sò, Tịnh Biên. Chuyện thứ 154. Cạn đìa mới biết. Lúc Đức Thầy chưa bị nhà cầm quyền thực dân Pháp bắt buộc rời làng quê Hòa Hảo, người ta dẫn đến đông đảo để nhờ Đức Thầy cứu giúp. Ngày nọ, bá tánh thập phương ra về vắng vẻ, chỉ còn lại số tín đồ thường thân cận Đức Thầy. Được chút thư nhàn, Đức Thầy mới hỏi các vị ấy: "Đố các ông, người ta tát đìa bắt hết cá, còn sót lại con gì?" Chưa ai nghĩ ra, Đức Thầy mới giải ra: "Có khó gì đâu, sau khi bắt hết cá dưới đìa thì chỉ còn lại con lươn, vì nó chui sâu dưới lớp trịn." Theo ông Võ Như Sanh: "Luận giải, mẫu chuyện này tuy ngắn nhưng nghĩa lý thật sâu xa. Đức Thầy không nói và làm việc gì thừa, chỉ có chúng ta bao giờ cũng nghĩ rất thiếu về những gì Ngài dạy. Việc ngay trước mắt là người đến tổ đình tuy đông, nhưng hiện giờ thì về vắng vẻ hết, chỉ còn lại những người tận tâm chí cốt. Ý nói rằng số đông, nhưng sốt lại còn chẳng mấy người. Tiếp theo, Ngài dạy chúng ta trong cuộc sàng lọc của cơ tạo, những người đua đòi theo vật chất danh lợi, thích phô trương, thích nổi tiếng, những gì nặng về hình thức dễ bị triệt tiêu theo luật hữu hình tất hoại. Theo trình tự bắt cá đìa là những con cá nhỏ, sức chịu đựng không có, lại có tính phong trào, đua nhau lên ngớp từng bầy lăm nhăm trên mặt nước thì bị bắt sớm nhất. Kế đến là những loại khá hơn, nhưng do chủ đìa đánh động như kéo cỏ, tát nước, làm đục nước, sát nước thì mất nơi trú ẩn, xuất đầu lộ diện, bị bắt tiếp theo. Loại dài hơi giỏi chịu đựng như cá lóc, cá trê, nằm sâu dưới đáy thì khi cạn đìa cũng bị truy bắt. Có một nơi khác Đức Thầy nói, những con lóc trê chui sâu dưới bùn non cũng bị nó đánh trái lăng bắt hết. Đánh trái lăng là họ lấy rơm cuộn tròn như một cái gói ôm lớn, họ thả theo chiều ngang của đìa, rồi nhiều người cùng nhau ấn mạnh xuống và đẩy đi. Lớp bùn nhão trên mặt bị đẩy tạt đi, cá nào chui dưới ấy cũng lòi lên và bị tóm. Đức Thầy nói chỉ còn sót lại có mấy con lươn. Do lươn đào hang theo vách đáy đìa, đất cứng chui sâu và ở yên dưới ấy. Nếu quẩn, người ta còn đi moi từng hang để tìm bắt nữa, chứ không phải là chắc chắn thoát. Đức Thầy nói đúng theo thực tế đến từng chi tiết, còn hàm ẩn nghĩa bóng sâu sắc, là trong những hoàn cảnh khó khăn phải giấu mình thật sâu, thật kín, không chút dĩ hơi. Nói gì đến buông thả mình theo mồi danh bả lợi, cảnh giác nhất là từ sau Ngài Đức Thầy xa vắng. Chữ con lươn Ngài ám chỉ là trốn chui trốn nhủi như lươn mới được sống sót, còn trại nghĩa ra là chữ lương hiền. Kẻ gian ác lần lần bị sàng lọc hết, bị đào thải hết, chỉ còn sót lại những kẻ lương hiền. Như hai câu giảng mà Đức Thầy trước lúc ra đi dặn lại như một lời tâm huyết: ta giàu xa cách thôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm.